Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Trương Văn Minh, 50 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn phường Phước Ninh thời gian qua. Cụ thể, vì không có nghề nghiệp gì nên Minh nảy sinh ý định cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài. Giữa tháng 12 năm 2021, khi đi trên đường Đỗ Quang, Minh phát hiện một xe máy để trên vỉa hè, liền dùng đoạn phá khóa lấy trót lọt. Đến ngày hôm sau, Minh tiếp tục dùng xe máy trộm cắp được để rảo quanh trung tâm thành phố. Khi phát hiện trên đường Hoàng Văn Thụ có một phụ nữ cầm theo túi xách chở phía sau thì áp sát và giật lấy túi bỏ chạy. Trong lúc bị truy đuổi, Minh bị ngã nên bỏ cả túi xách lẫn xe máy để tháo chạy nhằm thoát thân. Suốt thời gian bị truy tìm, Minh đã lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên nhưng vẫn bị công an quận Hải Châu phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Minh đã có 6 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cướp giật, nay tiếp tục tái phạm.